Hello, xin chào tất cả bà con đây. Em về con Daiichi hầu rời tay thuần nha. Con này trong tầm 1 mét. Con này mới nhập Daiichi nha, không phải Daiichi nha. Con này có cháu trái phải đủ, nhông đủ nha. Con này có thêm mấy cháu nhông nha. Số con này mới vệ sinh sơ thôi nha anh em, về sử dụng dài 2m2, trong tầm 1m, lỗ 40, có hầu 640, có băng 306, quay dao 201, điện 3 pha 200V nha, con hầu điện 3 pha 200V nha, nhông chạy 2m, để trái phải. Cái này có green net này nó còn cao tâm nha, cho anh em theo về anh em cắt lại nha, cắt bớt cắt tâm xuống hạ tâm nha. Con này thì băng bàn còn có đẹp, độ dung sai còn ok tương đối, mấy cái này còn tính thêm được, nhịp mê cũng còn 80 ok, còn sử dụng được. Điện 3 pha cục bật đây luôn nha, giá khỏi ở đây luôn. Này là lên Amazia, anh em có thể âm côn. Máy motor đang chạy rồi nha. Này là âm côn lên nè. Anh em tắt đây. Con dao đây. Con dao dưới. Nhặt qua số ở đây. Cầm ra cầm trừ thôi, trừ cộng trừ, nhưng mà đang chuyển bên này 48, chuyển bên này 192 chứ, 192. Anh em tắt mo cái là có thể gạt được nha, máy vẫn còn chạy nha, 2. Kéo lên. Tắt. Còn 3 nha. 3 là đây, 48, 14 lít. Còn 4. 4 là đây, 122 nè. Qua bắt răng với tự động nha.
là trái này có làm nè, làm mà nó không khớp lắm. Trái bắt cao tiền qua nhân tự động đi, là bắt vật nhân tự động rồi, trái trong bắt nha. Nó xuống nhặt nhân tự động luôn, lần hai nhanh quá. Anh em luôn nha, về sử dụng nha. Rào nó sẽ nhanh, sẽ rào qua cái dòng của bắt qua tự động. Đó, em sẽ phục vụ cho anh em nha.